Hi, xin chào mọi người, chào mừng mọi người đến với kênh Crypto Europe, kênh chuyên làm những sự kiện Europe mining từ những dự án trên thị trường crypto. Và nếu bạn nào chưa đăng ký kênh, hãy bấm chuột đăng ký để cập nhật những video mới nhất mà mình chia sẻ trong kênh. Trong video hôm nay, mình sẽ hướng dẫn mọi người tham gia sự kiện Europe từ dự án Last Grasp. Để tham gia vào sự kiện Europe này, mọi người click vào link mình ở phía dưới phần mô tả video. Rồi sau đó mọi người tiến hành và tham gia sự kiện tổng pool của giải phần thưởng sự kiện Aerop là 500.000 token LES. Về mỗi người tham gia, 1.000 người tham gia may mắn sẽ nhận được 450 token LES. Về 1.000 token LES sẽ dành cho 850 người trận rep. Về dự án này đã được list trên CoinMarketCap và CoinGecko. Và giá hiện tại của nó là một thịt kê. Về giá hiện tại của nó là 0.01 đô tương đương với trên một token. Về con này chạy trên nền tảng Ethereum ERC20. Rồi sau đó mọi người quay trở lại chatbot, mọi người click vào continue để tiến hành làm nhiệm vụ của dự án. Đầu tiên mọi người tiến hành làm nhiệm vụ cho người rất là channel của dự án trên Telegram. Sau đó mọi người quay trở lại chatbot, mọi người submit data. Done. Tiếp theo mọi người tiến hành làm nhiệm vụ follow dự án trên Twitter, like và retweet bài post của dự án. Rồi mọi người tiến hành follow ạ. Sau đó mọi người tiến hành like ạ, rồi retweet lại bài post của dự án này. Tiếp theo mọi người về trang cá nhân trên Twitter của mình. Sau đó mọi người tiến hành copy profile link của mình. Rồi mọi người gửi về support. Sau đó mọi người tiến hành làm nhiệm vụ tham gia cộng đồng của dự án trên Discord. Mọi người tiến hành xét thật. Tiếp theo mọi người tiến hành copy username Discord của mình. Rồi mọi người gửi về support. Sau đó mọi người tiến hành follow dự án trên Instagram. Rồi mọi người vào trang cá nhân trên Instagram của mình, mọi người tiến hành copy profile link. Rồi nếu bạn em mà chưa join group của kênh quảng cáo của dự án này, mọi người có thể join vào. Tiếp theo mọi người tiến hành retweet bài post của dự án này trên Twitter quảng cáo của dự án này. Rồi mọi người tìm kiếm về dự án Let's Group, mọi người like và retweet lại. Rồi sau đó mọi người quay trở lại chatbot, mọi người click vào Yes. Tiếp theo mọi người tiến hành subscribe kênh YouTube quảng cáo của dự án. Rồi sau đó mọi người tiến hành like và share video của dự án này trên Twitter của mình. Rồi mọi người tiến hành subscribe. Rồi sau đó mọi người tiến hành về phần kênh. Tiếp theo mọi người tiến hành copy profile link kênh YouTube của mình. Rồi mọi người gửi về chatbot. Sau đó mọi người tiến hành gửi địa chỉ ví mạng Polygon Matic. Mọi người có thể dùng ví chớp wallet hoặc MetaMask của mình. Rồi để nhận thêm phần thưởng từ sự kiện airdrop này, mọi người có thể copy link mà bạn bè hoặc người thân của mình tham gia cùng. Video của mình đến đây là kết thúc. Hẹn gặp mọi người ở những video tiếp theo.